Kế hoạch chinh phục 5 km chạy bộ cho người mới bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Yêu Chạy Bộ. Để có thêm nhiều thông tin và kiến thức về chạy bộ, hãy nhấn subscribe kênh và bấm chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ video của chúng mình nhé. Chạy bộ trong quãng đường 5 km đủ để có tác động tích cực đến cơ thể, tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ đái tháo đường, giúp lưu thông máu, giảm sờ chết. Đó là kết quả của một số nghiên cứu trong lĩnh vực y học thể thao. Con số 5 km này rất quan trọng. Nó là tiền đề để bạn có thể chạy được xa hơn sau khi đã hình thành thói quen chạy bộ, coi chạy bộ như là một nhu cầu hay sở thích chứ không phải là một cực hình. Bảng kế hoạch giúp bạn chạy bộ liên tục được 5 km dưới đây dựa trên việc giả sử bạn không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, trọng lượng không quá khổ. Nếu bạn quá nặng cân hay sức khỏe không đảm bảo, bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ để có lời khuyên phù hợp. Điều đầu tiên bạn cần là sự quyết tâm. Bạn hãy ghi lại hoặc in lịch biểu và dán bất cứ chỗ nào, tủ lạnh, cửa ra vào, bàn làm việc, dễ đập vào mắt bạn và người khác. Khi chưa đủ chống lại sự lười nhác và có muốn vặn lý do để trì hoãn, bạn cần có người giám sát, thúc giục và khích lệ. Về cơ bản, kế hoạch tập chạy 5 km giúp bạn tiếp cận với chạy đường dài. Đối với những người mới tập chạy thì 5 km có thể xem là dài, một cách đơn giản nhất có thể. Chương trình tập luyện có sự đan xen giữa đi bộ và chạy, kéo dài thời gian đôi chân vận động, di chuyển trên mặt đất, nếu tập ở ngoài trời. Đôi chân cũng như cơ thể dần thích nghi với những sự thay đổi, chuyển từ chế độ đi bộ nhiều hơn chạy sang chế độ chạy nhiều hơn đi bộ. Đích đến cuối cùng là người tập có thể chạy liên tục 5 km một cách ngon lành. Kỹ thuật chạy marathon chặng đường 5 km. Đối với người mới bắt đầu, bạn cần biết rằng thói quen khởi động là phần quan trọng nhất trong quá trình đào tạo của bạn. Kỹ thuật khởi động có thể là đá mông, nâng cao đầu gối. Điều này sẽ tăng tính linh hoạt của bạn và ngăn ngừa bất kỳ chấn thương nào bằng cách tăng cường cơ bắp và khớp của bạn. Sau đó, đi bộ nhanh trong 5 phút, sau đó từ từ tăng tốc đến tốc độ chạy bộ hoặc chạy thoải mái. Trong tuần đầu tiên, cố gắng chạy trong 30 phút vào ngày đầu tiên, sau đó nghỉ ngơi và kéo dài ngày thứ 2. Vào ngày thứ 3, hãy thử chạy lại trong 30 phút, ngày thứ 4 chỉ nên bao gồm đi bộ nhanh trong nửa giờ sau khi khởi động. Sau đó vào ngày thứ 5, hãy thử chạy thêm 30 phút nữa, ngày thứ 6 chỉ dành cho tập luyện sức mạnh, và bạn nên thư giãn toàn bộ vào ngày thứ 7. Vào mỗi tuần liên tiếp, lặp lại mô hình tương tự của các ngày chạy xen kẽ với các ngày tập thể dục nhẹ hơn trong khi tăng dần việc rèn luyện sức mạnh của bạn và thêm chạy nước rút trong quá trình chạy của bạn. Xác định các kỹ thuật chạy chính xác và không chính xác, Mike Antoniez, một huấn luyện viên chạy bộ nổi bật trên BBC Sport, mô tả một số điểm chính về phong cách chạy có hại. Đừng đặt quá nhiều vào những bước tiến quá lớn đối với bạn. Tránh dồn mạnh chân xuống mặt đường, nó sẽ không giúp bạn chạy nhanh hơn và nó có thể làm tổn thương khớp của bạn. Đừng quá cứng tay trong lúc chạy. Ông giải thích rằng các tư thế chạy chính xác sẽ luôn hỗ trợ dáng đi của bạn bằng cách xoay cánh tay của bạn để tạo ra nhiều đòn bẩy giúp bạn có động lực về phía trước. Tập trung vào bàn chân chạm đất bằng ngón chân chỉ xuống một chút để mỗi lần tiếp đất bạn không đập bàn chân xuống. Hình dung bàn chân của bạn chỉ tiếp xúc một phần trên bề mặt chạy. Mayzocolinerisesergot xây dựng hình thức chạy chính xác hơn nữa bằng cách giữ ngực của bạn nâng lên để phổi của bạn có nhiều chỗ để thở trong khi chạy. Tránh xoay thân mình vì nó tạo ra sự sắp xếp xấu và khiến việc chạy quãng đường dài trở nên khó khăn hơn. Đừng hạ từng sải chân với tất cả trọng lượng của bạn trên gót chân vì nó có thể gây ra chấn thương mắt cá chân. Một số lưu ý nhỏ khi tập chạy. Bạn có thể ăn nhẹ trước buổi tập 2 giờ để tránh cơn đói bất thình lình ập đến có thể đánh gục ý chí của bạn. Trước khi vào bài tập chạy, bạn cần khởi động nhẹ bằng cách đi bộ chậm rãi và giãn cơ sau khi chạy. Không thành công nào đến dễ dàng mà không phải đổ mồ hôi, bạn không cần phải quá vội vàng. Hãy kiên nhẫn và chạy bộ sẽ giúp bạn dần ngộ ra điều này. Nhờ uống đủ nước cho cơ thể sau khi chạy. Những ngày nghỉ, bạn có thể tập các môn thể thao khác mà bạn thích, bơi, đạp xe, gym. Chúc bạn thành công! Tuần 1. Ngày 1, đi bộ chạy 15 phút. Ngày 2, nghỉ. Ngày 3, đi bộ chạy 20 phút. Ngày 4, tập thể dục nhẹ giãn cơ. Ngày 5, nghỉ. Ngày 6, chạy 1 phút. Đi bộ 2 phút x 8 lần. Ngày 7, nghỉ. Tuần 2. Ngày 1, chạy 1 phút. Đi bộ 2 phút x 10 lần. Ngày 2, nghỉ. Ngày 3,
chạy 2 phút, đi bộ 2 phút x 6 lần. Ngày 4, nghỉ. Ngày 5, tập thể dục nhẹ giãn cơ. Ngày 6, nghỉ. Ngày 7, chạy 1 phút, đi bộ 1 phút x 10 lần. Tuần 3. Ngày 1, nghỉ. Ngày 2, tập bổ trợ, đạp xe, bơi 30 phút. Ngày 3, nghỉ. Ngày 4, chạy 2 phút, đi bộ 1 phút x 8 lần. Ngày 5, nghỉ. Ngày 6, nghỉ. Ngày 7, chạy 3 phút, đi bộ 2 phút x 8 lần. Tuần 4. Ngày 1, nghỉ. Ngày 2, chạy 4 phút, đi bộ 2 phút x 5 lần. Ngày 3, nghỉ. Ngày 4, chạy 5 phút, đi bộ 3 phút x 4 lần. Ngày 5, tập thể dục giãn cơ. Ngày 6, nghỉ. Ngày 7, chạy đi bộ trong 35 phút, đi bộ càng ít càng tốt. Tuần 5. Ngày 1, nghỉ. Ngày 2, tập bổ trợ, đạp xe mỗi bơi 45 phút. Ngày 3, nghỉ. Ngày 4, chạy 10 phút, đi bộ 4 phút x 3 lần. Ngày 5, nghỉ. Ngày 6, tập thể dục nhẹ, giãn cơ. Ngày 7, chạy đi bộ 40 phút, đi bộ càng ít càng tốt. Tuần 6. Ngày 1, nghỉ. Ngày 2, nghỉ. Ngày 3, chạy 15 phút, đi bộ 3 phút x 3 lần. Ngày 4, nghỉ. Ngày 5, chạy nhẹ 15 phút, giãn cơ. Ngày 6, nghỉ. Ngày 7, chạy 5 km. Điều quan trọng nhất khi thực hành các kỹ thuật chạy marathon đó chính là bổ sung năng lượng, nước và các khoáng chất cần thiết. Ngoài ra, một lịch chạy khoa học và hợp lý cũng là những yếu tố quyết định đến cuộc đua marathon của bạn. Nếu cảm thấy những thông tin trên hay và hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè và người thân bạn nhé, và đừng quên like, share và subscribe ủng hộ Yêu Chạy Bộ nhé. Video của mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share, subscribe kênh. Đừng quên để lại ý kiến dưới phần video này nha.